Chào cả nhà mình nhé. Sáng nay mình đi chợ mua được một con cá rõ là tươi đây này. Đó, vì mình đã rửa sạch ra, mình cắt khúc ba khúc như vậy. Đó. Rồi đây là lá cà ri nha. Nhà mình tự trồng nên lá cũng được to lắm. Mình dùng 4 đến 5 lá. Và đây là đậu bắp. Và đây là nước cốt dừa. Đây á, là hạt nêm, muối và nước tương nha. Gia vị để lát nữa chúng ta nêm nếm nhé. Thì ở đây mình nấu cà ri cá thì mình sử dụng hai loại này nha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào đầu thực hiện nhé. Giờ chúng ta sẽ bắc xong lên bếp nha. Cho vào khoảng 2 thìa dầu tỏi nha. Đó, 2 thìa như vậy. Rồi. Đợi dầu tỏi nó nóng lên thì chúng ta hãy cho bột cà ri vào xào qua cho nó thơm nhé. Bạn nhớ để lửa nhỏ nhé cả nhà. Thì là to quá sợ nó cháy á. Mình tắt bếp trước đã, sợ nó cháy á. Rồi chúng ta cho thêm một chút loại này nữa, mỗi thứ một tí nhá. Cái gói kia này nó nhỏ nên là mình cho hết luôn. Gói này mình cho phân nửa. Rồi, xào thơm lên. Wow, mùi người với mùi cà ri thơm lắm. Con nước vào nha. Wow, thơm nước mũi luôn cả nhà. Nước ít hay là nhiều thì tùy cả nhà mình nha. Nhưng mà nấu cà ri này thì là nước nó hơi sệt một chút là nó sẽ ngon hơn. Rồi chúng ta sẽ để đây nha. Khi nào mà nước sôi rồi thì chúng ta cho cá vào nha. Rồi, sôi rồi nha. Sôi rồi thì chúng ta hãy cho cái lá cà ri này vào. Đó. Rồi, thơm nước mũi luôn. Và chúng ta sẽ cho cá vào nha. Cho từ từ vào nha, không nó bắn lắm. Wow. Và chúng ta lại để lửa to nhé. Ngọn lửa to lên. Ngọn lửa to lên. Và đậy vung 4 đến 5 phút nha. Chúng ta cho gia vị vào nha. Gia vị lúc nãy chúng ta đã hòa tan vào đây rồi. Đó. Thì cả nhà ăn mặn hay là nhạt thì như thế nào thì tùy từng khẩu vị gia đình mình nhá. Bây giờ chúng ta cho vào xong một lát nữa, gần chín rồi chúng ta sẽ nêm nếm lại gia vị sau nhé. Chưa chín mà nó thơm nước mũi luôn cả nhà. Rồi, đậy phút thêm một lúc nữa nha. À, đậy nắp vào thêm một lúc nữa nha, sorry cả nhà. Nói lộn. Thì ai muốn ăn đậu bắp á, cho nó mềm á thì chúng ta cho ngay từ lúc này vào nha. Đó. Thì mình cho đậu bắp vào từ lúc này. Đậu bắp mà nấu cà ri á, là đậu bắp này á, ăn ngon và ngọt lắm. Và cà ri này ngon nhất đó thì chúng ta nấu nấu buổi trưa xong là buổi tối á, chúng ta lại hâm lại thêm một lần nữa thì là cái nước sốt cà ri này này nó sẽ ngấm vào trong cá và ăn sẽ cực kỳ ngon luôn. Và cà ri của mình đã sôi như vậy rồi thì bây giờ cả nhà nêm nếm lại gia vị nhé, theo khẩu vị của mình nha. Mình nêm nếm gia vị thì là vừa rồi. Rồi đây là bát nước cốt dừa nha, chúng ta khoáng lên cho nó đều nè, chúng ta cho vào hết luôn nhé. Tại vì cho nước cốt dừa vào nhiều nó béo. Để lại cho nó bếp nó sôi to lên nha. Wow, nó sôi lại thì một lúc nữa chúng ta nên tắt bếp nhé. Tại vì cho nước cốt dừa vào không được đun quá lâu. Đó. Wow, ngon tuyệt vời luôn. Cả nhà xem nào, wow, thơm nước mũi luôn đó. Wow. Rồi món cà ri cá của mình đã đem nó xong rồi nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình sau nha. Bye bye.